Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Giới thiệu trường Đại học Tôn Đức Thắng. Trường Đại học Tôn Đức Thắng là một trường đại học nghiên cứu tại Việt Nam. Trường trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trường hoạt động theo cơ chế tự chủ việc thu chi học phí. Trường hiện có tổng cộng 4 cơ sở tại 3 thành phố khác nhau, trong đó có các cơ sở tại Nha Trang, Bảo Lộc và Cà Mau. Lịch sử hình thành và phát triển, tiền thân của trường Đại học Tôn Đức Thắng là trường Đại học Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng. Được thành lập ngày 24 tháng 9 năm 1997 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trường do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh sáng lập, đầu tư và lãnh đạo trực tiếp thông qua Hội đồng Quản trị nhà trường do Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đương nhiệm qua các thời kỳ là Chủ tịch. Ngày 28 tháng 1 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định chuyển đổi pháp nhân của trường thành trường Đại học Bán Công Tôn Đức Thắng, trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22 tháng 6 năm 2006, Chính phủ Việt Nam đã cho phép trường Đại học Bán Công Tôn Đức Thắng chuyển sang loại hình trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ việc thu chi học phí. Ngày 11 tháng 6 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định đổi tên trường Đại học Bán Công Tôn Đức Thắng trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành trường Đại học Tôn Đức Thắng công lập và chuyển về trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Xếp hạng đại học tháng 8 năm 2020, Đại học Tôn Đức Thắng được bảng xếp hạng đại học thuộc trường Đại học Giao thông Thượng Hải AAWU xếp thứ 701 đến 800 trên thế giới, tăng 200 bậc từ thứ 901 đến 1000 năm 2019. Hiện tại, Đại học Tôn Đức Thắng vẫn là đại diện duy nhất của các đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng này. Ngày 16 tháng 5 năm 2020, tổ chức xếp hạng đại học thế giới theo thành tựu học thuật University Ranking by Academic Performance URAP vừa công bố kết quả xếp hạng các đại học theo ngành giáo dục cho năm 2020. Theo đó, nhiều ngành của Đại học Tôn Đức Thắng được xếp top 400 và top 1000 thế giới. Tháng 4 năm 2020, Đại học Tôn Đức Thắng được tổ chức The của Anh Quốc xếp hạng trong nhóm 400 trường đại học có ảnh hưởng nhất toàn cầu. Trong đó chất lượng đào tạo được xếp trong nhóm 200 trường có chất lượng đào tạo tốt nhất thế giới. Cùng nhóm với nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới như Đại học Sydney, Đại học Monash Úc, Đại học Ulu, Phần Lan, Đại học Kyunghee, Hàn Quốc. Tháng 12 năm 2019, Đại học Tôn Đức Thắng được tổ chức xếp hạng Đại học Thế giới theo thành tựu học thuật University Ranking by Academic Performance URAP, xếp thứ 960 trên thế giới và số 1 ở Việt Nam. Tháng 10 năm 2019, Đại học Tôn Đức Thắng được tổ chức QS của Anh Quốc xếp thứ 207 ở châu Á. Tổ chức này cũng xếp cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo của trường đạt chuẩn 5 trên 5 sao theo tiêu chuẩn của Anh Quốc. Bên cạnh xếp hạng chung, nhiều ngành của Đại học Tôn Đức Thắng được xếp hạng cao trên thế giới. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Năm 2019, nhóm ngành kỹ thuật Engineering của Đại học Tôn Đức Thắng được tạp chí chuyên về giáo dục của Hoa Kỳ US News, khối giảng dạy, khoa công nghệ thông tin, khoa dược, khoa điện điện tử, khoa kế toán, khoa khoa học thể thao, khoa khoa học ứng dụng, khoa khoa học xã hội và nhân văn, khoa kỹ thuật công trình, khoa lao động và công đoàn, khoa luật, khoa môi trường và bảo hộ lao động, khoa mỹ thuật công nghiệp, khoa ngoại ngữ, khoa giáo dục quốc tế, khoa quản trị kinh doanh, khoa tài chính ngân hàng, khoa toán thống kê, cơ sở Cà Mau, cơ sở Bảo Lộc. Phân hiệu Nha Trang, trường trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng, khối đào tạo ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ có Viện Hợp tác Nghiên cứu và Đào tạo Quốc tế INCIETI, Viện Khoa học Tính toán INCOS, Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu EMUS, Trung tâm An toàn Lao động và Công nghệ Môi trường COSENT, Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa, Tin học và Ngoại ngữ CIFLEET, Trung tâm Chuyên gia Hàn Quốc KEC, Trung tâm Công nghệ Thông tin ứng dụng CAIT, Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội SDTC, Trung tâm Đào tạo và Phát triển các Giải pháp Kinh tế CATDES, Trung tâm Giáo dục Quốc tế SIS, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Trung tâm Hợp tác Châu Âu ECC, Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Cựu sinh viên CECA, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế ứng dụng CAEA, Trung tâm Ngôn ngữ Sáng tạo CLC, Trung tâm Phát triển Khoa học Quản lý và Công nghệ ứng dụng ATEM, Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng TUN, Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Mỹ thuật Công nghiệp ADA, Trung tâm Việt Nam Học và Tiếng Việt cho Người nước ngoài VSLC, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn DVKT Tôn Đức Thắng, Tạp chí Công nghệ Tiên tiến và Tính toán JAEC, Tạp chí Công nghệ Thông tin và Viễn thông JIT,
Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Fostec năm 2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng dự kiến tuyển sinh 5.560 chỉ tiêu trình độ đại năm 2021. Bao gồm 40 ngành chương trình tiêu chuẩn, 17 ngành chương trình chất lượng cao, 12 ngành chương trình đại học bằng tiếng Anh, 11 ngành chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở và 12 ngành chương trình đại học du học luân chuyển campus. Nhà trường triển khai tuyển sinh đại học năm 2021 theo 4 phương thức. Phương thức 1, xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc trung học phổ thông. Phương thức 2, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Phương thức 3, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Tôn Đức Thắng. Phương thức 4, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.